nãy là thích rồi đúng không? À, bây giờ thì bắt nước lên nha.
đập nước đá rồi cái mồi cái nồi đó nó mớp luôn là hiểu rồi đó. Quá đèn luôn rồi chứ cái bọc nước đá 1.000 cái bọc lỗ các bạn. Thì em ấy rất là nhỏ con ha, cho nên là rất là nhanh. Bây giờ thì ra ngoài này bắt đầu các bạn thấy là tàu cá luôn rất là nhiều rồi nha. Ủa chiên hay chân chiên nước đá vậy hay là chiên gì? Đá chiên học trên trà rồi luôn rồi, trong cái cây sắt luôn rồi, lấy dây dầu anh thức vô cây sắt đó rồi bỏ đâu nước đá bỏ đâu đây, đừng đổ nó ra đi tâm. Tiếp đem lên trên không?
dép dưới nguy hiểm lắm, với lại là mình không có đi quen. Đây lên đây thì anh ấy cũng đang cầm chắc vô lăng. Ủa cái chiếc xà lan này đi từ đâu về ta anh biết không? Phú Quốc. Đây mình với chiếc xà lan Phú Quốc về nè các bạn. Xà lan đi trên biển là các bạn.